Chị. Mua chồng chị. Gì? Chị nãy bán nè, 2 triệu một anh. Chồng mà cũng bán nữa hả? Ừ, chị mua không? Mua. Nhưng mà em mua trước đi. Khi nào mà chị hốt hụi hay chị mua 10 anh luôn. Ờ, ghẻ mà. Ừ, 2 triệu. Để em mua trước anh đi. Ok á, em mua thêm vài anh nữa. Ê, nhưng mà anh này nhiêu à? 2 triệu à? Không, phải bao nhiêu tuổi á? Anh này á? Ừ, chắc này chắc 26, 27 gì. Thằng chi nhìn trái măng à. Ừ. Trai quá ha. Trời, có đồng tiền nữa kìa. Ừ. Ủa, nhìn giống Hàn Quốc ghê á. Ngon. Được. Hàng nè. Hả? Vô bàn siêu tóc chị ơi. Chị, hẹn về kìa chị. Chồng em. Ủa, hàng đâu? Đây là chị. Ê. Ủa? Phải không? Rồi, anh vô hàng nha. Ủa, cái này, cái áo này đúng nè. Cái quần đúng nè. Đôi dép đúng luôn nè. Mà cái khúc này sao nó kỳ. Khúc này cấu hình bị sai. Kỳ cái gì thì đặt sau người ta giao vậy thôi chứ ai giao biết. Giao lộn hàng không trời. Em gì đó, hàng lấy từ công ty ra mà. Sao thôi, lộn. Đâu phải đâu, chị đặt hàng khác mà. Đâu phải hàng này. Ừ, đi ta đẹp trai có 2 cái đồng tiền luôn. Dễ măng à nè, thấy không. Trời đó. Ơi bà nội, cái này là hình người ta chụp quảng cáo. Còn hình thực tế nó như thế này nè. Trời ơi. Bao nhiêu tiền? Này 2 triệu. Đúng rồi, 2 triệu nè. Thôi đừng nhiên đặt cái kia mà giao này không lấy được, trả hàng em ơi, trả hàng. Ê, hàng 2 triệu nhưng mà xài được nha. Ừ, bảo đảm là phục vụ hai em là ngon lành luôn đó. Thôi nhưng mà nhìn thấy là không xài được rồi đó thôi. Là không có hứng để xài luôn đó. Thôi giờ mình trả hàng đi. Trả hàng đi chị. Ơi lên. Trời. Rồi. Trả hàng giùm chị nha em. Trả hàng tốn ship á, tốn tiền ship lắm á. Chạy đi, tốn cũng được nữa. Chứ 2 triệu không xài được. Ừ. Nhận làm gì? 2 triệu mà xài không được sao nhận được. Thôi trả đi em ơi. Trời ơi, chồng có 2 triệu mà đòi như là 20 triệu sao được. Trời đất ơi, bây giờ mình cũng mua chồng trên mạng được luôn á trời. Ừ, đúng rồi.